mọi người, mình là Hana và mình đã nhận một cái thử thách của Winner, đó là sẽ trả lời cái câu hỏi mẹo. Và Winner có đưa ra cho mình cái gọi là nếu như mà mình không trả lời, mình không thắng được Winner là mình sẽ phải đặt avatar Winner trong vòng một tuần. Cho nên là mình mong là mình sẽ thắng được Winner để mình đưa ra một cái thử thách gì đó siêu hấp dẫn. Ok, ta bắt đầu. Bên trái đường có một căn nhà màu xanh, bên phải đường có một căn nhà màu đỏ, vậy nhà trắng ở đâu? Nhà trắng ở Mỹ. Núi nào mà bị chặt ra từng khúc? Núi Thái Sơn. Đố bạn chuột nào đi bằng hai chân? Chuột mất kỳ. Tòa nhà nào lớn nhất thế giới hiện nay? Barcelona. Con gì đầu dê mình ốc? Qua. Bạn nói chuyện gì đầu tiên mỗi sáng? Mở mắt. Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, bắt cầu thiên lý nằm ngang một mình là cái gì? Xanh xanh đó đó, đỉnh cái phong á. Xanh xanh đó đó. Cầu vòng. Ồ. Sáng chiều gương mặt hiền hòa, giữa trưa bộ mặt trời. Cày trên đồng ruộng trắng phâu, hát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm là cái gì? Cày con trâu. Cây bút mực. Cái gì mà tay trái cầm được còn tay phải cầm không được? Tay phải. Bác sĩ bệnh gì mà bắt tay? À, bị cái tay. Cái gì mà khi bạn gói nó không bao giờ xuất hiện dù có đánh chết? Gói à? Bác sĩ. Sự im lặng. Cái gì của người con gái lúc nào mà mướt? Lưỡi. Cái gì càng để lâu càng thấp? Bác sĩ. Nến. Vừa bằng một thước mà bước không qua. Bác sĩ. Mình đã trả lời được 11 câu hỏi là mình đã thắng được Winner và mình đã pass được cái thách của Winner. Bây giờ mình bắt Winner là phải ăn mì cay cấp độ 3. Thì mình biết là Winner không ăn cay được. Đây là cấp độ 1 dễ quá, mình chơi.